Ô, lòng cá ngon nhở? Miếng lòng cá không hề dai nhở? Chỗ này sẽ là chỗ có lòng cá lăng ngon nhất. Mình là Hoa Hậu Vỉa Hè và các bạn đang ở chả cá Hàng Sơn, Tông Đản. Tương truyền vào những năm thời kỳ Pháp thuộc, phố Hàng Sơn là nơi bắt nguồn của món chả cá. Sau này con phố ấy thì đổi tên thành phố chả cá luôn. Còn bây giờ dựa rất nhiều sự lựa chọn của các quán chả cá, thì chả cá Hàng Sơn vẫn là một lựa chọn xứng đáng của gia đình mình cũng như là tụ họp cùng với bạn bè. Hôm nay gần như là ngày khai trương đầu tiên đấy mà đông kín hai tầng như thế này luôn. Tại vì căn bản là ở đây view rất là đẹp luôn, mọi người ngồi nhá, là ngắm được cảnh đường phố nữa. Bàn này bọn mình muốn ngồi là phải đặt trước luôn, mà giá cả rất là vừa phải, 145 đến 175 nghìn một suất. Ở chả cá Hàng Sơn thì sẽ có hai loại chả cá lăng, 145k là cái loại từ 2 đến 3 cân, còn loại đặc biệt là trên 3 cân rưỡi cơ. Thấy trong menu ghi như vậy nhưng mà đúng là khi ăn cả hai loại cùng lúc thì mọi người sẽ thấy rõ được sự khác biệt ấy. Hôm nay bọn mình là gọi cái phần đặc biệt này, ăn miếng chả cá đặc biệt. Cái thịt nó khác hẳn nhờ, miếng thịt cá ấy, nó chắc hơn rất nhiều luôn, nó không bị tanh nữa. Đúng nghĩa kiểu là đi tập gym kiểu rắn giỏi ấy, phân biệt là mắt thường ấy, nhìn kỹ mới thấy. Cái chả cá thường này thấp tiền hơn, với quan trọng là miếng cá nó cũng sẽ bé hơn. Nhưng mà nếu mà để cố gắng so sánh hai loại cá ấy, thì thấy nó mềm hơn thôi, chứ còn ăn vẫn ngon. Nơi nào thì cũng cần phải cải thiện dần. Cũng lâu lắm rồi, mình ăn Hàng Sơn thì không quá là ấn tượng. Nhưng mà từ năm ngoái cho tới năm nay cũng phải đi ăn được 2-3 lần rồi, thì chất lượng nó cũng khác hẳn luôn. Mắm tôm với mình thì ở mức vừa vặn, nhưng mà mọi người cùng với đi với mình thì lại khen ngon ơi là ngon luôn. Còn với mình thì mọi người nhất định là phải gọi cái lòng cá ở đây nhá. Ô, lòng cá ngon nhở? Miếng lòng cá không hề dai nhở? Chỗ này sẽ là chỗ có lòng cá lăng ngon nhất trong lòng mình. Cháo cá mọi người trộn đều lên, xong rồi để một lúc xíu rồi hãng ăn nhá, cho nó sánh lại. Ăn sẽ ngon hơn đấy. Ngon hơn một số hàng chả cá nổi tiếng, còn gọi để ngon nhất thì chưa. Ở mức khá. Tụi mình có gọi thêm một nồi lẩu cá lăng nữa, nhưng mà nước lẩu hơi nhạt nhòa. Được cái giá cũng ok. À nhưng mà có cái cá lăng trộn cay này. Được cái cá ngon mới chắc hơn, nhưng còn gia vị ướp bình thường. Đúng ra là mình ghét ăn rau má lắm luôn ý. Nhưng mà bởi vì ở đây là có cái hay là họ trộn với cả ruốc cá lăng cũng ngon nhở? Ngon do ruốc cá luôn. Và cái nước trộn nó sẽ áp đi được cái vị đắng của rau má luôn ý, ngon thật. Đĩa này hết đầu tiên luôn. Chả cá vẫn còn nhưng mà đĩa lộn rau má hết đầu tiên. Cơ sở này mình ăn thì mới khai trương ở ngay đầu ngã 3 số 24 Tông Đản ý, nên là đang có chương trình được tặng 235k, là bao gồm một niêu cháo cá nhỏ này cộng với một voucher 100k nữa. Không gian sang trọng, view phố cổ thì quá là đắt giá luôn, tổ chức tiệc liên hoan sinh nhật ở đây cũng rất là hợp lý nữa. Tóm lại thì chả cá Hàng Sơn thì luôn là một trong số các lựa chọn nên thử với mình. Còn mọi người đã thử chả cá Hàng Sơn chưa và thấy sao?